Với những hình ảnh vừa rồi thì chắc chắn các bạn đã biết ngày hôm nay sản phẩm mà Thùy Trâm muốn giới thiệu là gì rồi đúng không nào? Chính xác, đó chính là một chiếc ấm siêu tốc tới từ thương hiệu rất quen thuộc, thương hiệu Roller. Mã sản phẩm là RK5121, rất là đẹp. Vậy, những tính năng của nó là gì? Hãy cùng Thùy Trâm tìm hiểu ngay nhé. Ấm siêu tốc 1 lít Roller RK5121 được thiết kế đơn giản với dáng đứng thon gọn. Thân ấm được làm bằng inox 304 cao cấp, sáng bóng, giúp chống rỉ sét. Điều này vừa giúp không để lại cặn dây đai ấm sau thời gian dài sử dụng, vừa an toàn cho sức khỏe người dùng. Đặc biệt, với tay cầm cách nhiệt, giúp người dùng tiện cầm nắm và di chuyển dễ dàng. Roller RK5121 được trang bị cụm đèn LED màu báo hiệu từ khi ấm bắt đầu đun nước cho tới khi nước sôi, giúp người dùng có thể dễ dàng nhận biết được nước đã sôi hay chưa mà không cần phải mở nắp bình. Đề tiếp điện được thiết kế tách rời khỏi ấm, giúp việc chúng ta tiếp nước hay là rót nước trở nên rất dễ dàng và linh hoạt. Thêm một điểm đặc biệt nữa của em ấm này, đó là nó được trang bị bộ điều khiển Trix, giúp kiểm soát nhiệt và tự động ngắt khi nước quá nóng. Đặc biệt, với cấu trúc kiểm soát của Trix, đảm bảo khi bình đun sôi không có nước hoặc nước đun sôi thì công tắc sẽ tự động ngắt, nên sẽ giúp sản phẩm không thể bị cháy nổ hay chập điện. Sản phẩm này thì có dung tích là 1 lít và được trang bị công suất là từ 1850 đến 2200W, giúp việc đun sôi nước trở nên vô cùng nhanh chóng, chỉ từ 4 tới 5 phút. Ngoài ra, ấm siêu tốc Roller còn có chế độ tự động ngắt khi nước đun sôi hoặc cạn nước, trang bị cảm biến hơi nước, chống đun sôi khô và quá nóng, đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng khi quên hay bận rộn với những công việc khác. Chức năng này còn giúp làm tăng tuổi thọ của sản phẩm và phòng chống cháy nổ. Hiện sản phẩm đang được bán tại MediaMart với mức giá 649.000 đồng. Ngoài ra, khi mua sản phẩm, quý khách hàng sẽ được giảm thêm 5% khi mua sản phẩm kế tiếp cùng thương hiệu, bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 6 tháng. Như vậy là ngày hôm nay Thùy Trâm đã hoàn thành xong nhiệm vụ giới thiệu tới những quý vị khán giả thân thương của MediaMart một sản phẩm vừa chất lượng mà giá lại vừa rẻ. Nếu quý vị muốn mua sắm những sản phẩm như vậy thì hãy ghé ngay tới hệ thống siêu thị của MediaMart nhé. Và nếu quý vị còn thắc mắc thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm, hãy truy cập website mediamart.vn hoặc thegioidienmay.com hoặc liên hệ hotline 1900 6788 để được đội ngũ nhân viên hỗ trợ tận tình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.